Rồi, xe chữa cháy đi chứ, chữa oxy đây nha các bạn. Rồi, wow. Wow. Đổ hết oxy rồi. Xong luôn. Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh, trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thời tiết mưa nhưng mà mình vẫn đi bắt oxy nha các bạn. Tiếp tục những clip đi bắt oxy thôi. Đó, giờ mình sẽ đi kiếm nó xung quanh đây này. Đó, cả mưa này, mình sẽ chia cái dù này thấy không? Đi bắt oxy. Mưa sơ sơ rồi chứ không mưa nhiều. Đây, đây thôi. Ê. Wow, kiếm oxy thôi. Đây, kiếm cái lấy cái xô đã. Đây, mình sẽ đi lấy cái xô này để bắt oxy nha các bạn. Kiếm những chỗ oxy. Đây, đây một con oxy này các bạn. Đây có một con oxy rồi. Wow. Con này nó có mèo gì đây ta? Nó vẫn thảo bèn bém này các bạn à. Con oxy này vẫn thảo bèn bém này, nó con này còn sống nha các bạn. Wow, tuyệt quá luôn. Rồi, mình sẽ cho vô xô của mình. Đây thì hiện tại nó có một con ốc. Con đây là con ốc bươu này. Con đây là con ốc bươu bươu đen này. Rồi tiếp tục đi bắt ốc sên thôi. Nó sẽ trốn trong những cái lùm cỏ này đây. Đây các bạn. Qua. Đây trong đây. Đây. Thêm con nữa nè. Con đây đang bò còn sống. Ghê quá. Con đang bò này các bạn. Quá đã luôn. Trốn trong gốc gừng này nha. Trốn trong gốc gừng hả? Rồi bỏ vô đây luôn. Hai con nè, con nguyên nó được ba con rồi. Và đây có con. Bên đây có nha các bạn. Trốn rồi tìm bèo. Đây có con gì đây? Hai con ốc nhỏ chút xíu. Con nhỏ chút xíu mà chết rồi các bạn. Chết mất tiêu rồi. Bỏ vô luôn. Bỏ vô trong đó luôn. Rồi tiếp tục đi bắt ốc sên thôi các bạn. Wow, có đây. Con này quá trời to luôn mà, quá trời to luôn rồi. Tính bò đi đâu, đây. Ốc bự bằng nửa con tay của mình, ba con tay luôn bạn, ba con tay luôn này. Quá dữ, bỏ vô luôn. Tiếp tục đi bắt những ốc con ốc sên còn sống nha các bạn. Coi nhìn trong reo đây có không? Trong reo đây không có đâu. Reo không có các bạn. Đi tìm những reo khác thôi. Ở đây thử có reo trong này không? Không có rồi, không có trốn trong này rồi. Đây. Trời ơi, thêm con nữa nè. Quá trời đã luôn. Con này không có ruột không? Yêu quá, con này không có ruột, con này chết mất tiêu rồi bạn. Rồi, bỏ vô. Tiếp tục mình chỉ tìm những con ốc khác thôi. Đó, qua đây thử con. Không có rồi. Rồi. 1, 2, 3, 4 con rồi bạn. Quá trời nhiều rồi. Rồi, đi tiếp. Đặt vô trong đây có reo không? Có con ốc sên không? Đây. Có một con này nó đang ăn lá cây nữa các bạn. Con này ăn lá cây đâu. Một con ốc sên ăn lá cây. Quá trời đã luôn rồi. Con này ăn lá cây bỏ vô luôn. Ăn lá cây nè. Mưa các bạn, đang mưa nè. Tiếp tục mình vẫn đi tìm nha. Tạo mưa thêm nữa nó có ra không? Cái dầu trời mưa quá là lấy cái dầu chi rồi. Đi bắt tiếp tục đi bắt ốc sên các bạn. Vô bụi đêm nay tôi có không? Đây không có. Đây. Tiếp tục có một con nữa này. Trốn đây này nó. Trốn đi đâu được mà trốn. Đi ốc sên hả? Con này còn nhỏ các bạn, nhỏ xíu. Thấy không? Nhỏ quá.
nó rỗng ruột, có đem lại luôn, không có năm nay luôn. Có nãy có một con ăn rêu, con này không có luôn. Rồi tiếp tục đi. Ồ xin nhiều quá. Bỏ vô thùng thôi. Bỏ vô thùng thôi. Tiếp tục đi tìm những chú ốc sên lạc bầy. Ốc sên lạc bầy. Xách cái này đi theo. Đây. Đây 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 bán ốc sên không? Đây bán ốc không? Ủa không phải ốc đá, cục đá. Ừ. Đúng ốc sên quá. Cục đá. Không phải ốc sên. Ừ, trời tạnh mưa rồi các bạn. Trời tạnh mưa mà mình sẽ bỏ cái u này ra. À, tiếp tục đi bác. Con này to dữ vậy. Nè. Wow, con này vẫn còn sống nha các bạn. Nè, con ốc sên này vẫn còn sống to đùng luôn. Quá rồi ghê rồi. To quá rồi to. Rồi, bỏ nó vô đây các bạn. Ô, 1 2 3 4 5 6 7 con. Trời ơi, vô. Đây bạn. Nè 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 nè. Con này đang bò này. Nó lòi đầu ra đó, đó thấy chưa? Ừ, nào mình sẽ đưa vô kho bạn xem. Wow, nó đang bò. Đó. Con đây đang bò này các bạn. Wow. Rồi bò đi. Mình nếu mình đụng nó là nó nhảy vô liền nha các bạn. Đây. Mình sẽ đụng nó. Đụng nó là nó tụt cái đầu vô này. Bạn để xin nha. Ở đây. Đó, ở đang bò đi nè các bạn. Wow. À, đi vô. Đó, thấy chưa? Bách nó, bách nó này. Wow, bò đi đâu đây? Tính đi dạo mát này. Tính đi ăn cây rêu của mình đây. Vô. Rồi, tiếp tục. Đi bách chú ốc sên lạc bầy. Bách ốc sên lạc bầy. Đây có không? Thường nó bò ốc sên nó bò ở trong bụi nha các bạn. Mình để ý trong cái bụi là sẽ thấy nó. Đó, đây. Quá wow, tiếp tục đi. Rồi, trốn đâu trong đây nữa đấy. Ừ, thấy chưa? Ồ, thêm một con ốc sên nữa đây. Wow. Thêm một con ốc sên nữa nha các bạn. Ừ. Rồi cho nó vô son luôn. Vào vô son tiếp tục. Tiếp tục mình sẽ đi cắn những con ốc sên khác. Ai, đây các bạn, đây bạn. Đây. Đây một con lên đây. Đó con này nó lúc lên đây luôn bạn. Con này đang ăn cây rêu của mình nè các bạn, thấy chưa? Thấy con mình đang ăn này đang ăn cây rêu của mình nè. Wow. Quá trời đã luôn. Wow, ăn hết rêu của mình rồi. Ngon xem không? Trò chết luôn, bỏ vô xô luôn. Ăn rêu của mình nè. Ăn rêu của mình nè. Cho chết luôn. Đấy tại ăn rêu mà không xin phép. Đó, nhiều ra nha các bạn. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quá trời nhiều rồi các bạn ơi. Quá trời nhiều rồi. Nhiều ghê các bạn. Vào tiếp tục mình để sẽ đi kiếm nữa nha các bạn. Đi kiếm ở trong kia thôi có. Đi. Đi vô những cái bụi này thử có trong này không. Đây. Đây, là một con nữa trốn trong đây đâu. Một con nữa trốn đây các bạn. Wow. Ô, con này cũng ăn rêu nữa. Ô, tính ăn cây rêu. Rêu tróc góc luôn. Ô, ăn rêu hả? Ăn rêu. Là gì nè, ăn rêu của mình nè. Bỏ vô trong này luôn nè. Tiêu luôn. Ăn rêu à. Tiếp tục các bạn đi. Mình chỉ biết đây. Đi đâu cho thoát. Đây. Ăn cây củ xả. Ăn cây củ xả hả? Ồ. To quá các bạn ơi. To quá đâu. Nhiều quá các bạn. Đi, bỏ vô luôn. Ồ, quá trời ốc sên luôn. Rồi, tiếp tục mình sẽ dẫn các bạn đi. Thì tiếp những con chú ốc sên khác nha các bạn.
Đó, đây, rồi, trong reo đây tôi có không? Không có đâu. Một chỗ ốc sen này, đem xi. Đây, 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 đây các bạn. Wow. Trời ơi, một chỗ ốc sen này, đem xi đây. À, xi đây, xi gì đây ta? Trời ơi, xi đây là xi chữ ché này. Xi chữ ché nha các bạn. Wow, đây. Đây, con sống, tính vô xi đi đâu đây, đi dạo hả? Ồ, quá trời ốc sen luôn các bạn. Nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Bỏ vô luôn, bỏ vô luôn. Coi dưới đây có không có. Xong luôn. À, đây, 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 đây. Wow. Tại sao chui được vô đem chú ché tên lái xi à? Con này lái xi đi đâu vậy tại? Lái xi đi đâu đây? Tính lái xi đi đâu này các bạn? Đó. Quyên ngoài ốc sen luôn. Trời. Quá chú ché luôn. Trời. Quá trời. Quá trời ốc sen rồi bạn. Đây tiếp tục mình sẽ đi qua con kim bạch tiếp nha, con vô vô luôn đi đi rồi lại là đi bắt ốc sên hóa trọc sên luôn à. Bên đây hết rồi nè, bên đây hết rồi con bạn, chạy qua đây thử xem có ốc sên nào. Ở đây 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 ơi trời ơi, một con sên nào đây rồi. Đây này, đây này. Ồ, trốn lúc dưới đây luôn bạn. Nè, buồn, em tính ăn cây gì đây? Wow, bị cây luôn. Bị cây luôn. Tính ăn cây gì đây? Ủa, đâu, 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 đâu. Ủa, này làm sao đem hố kia luôn bạn. Làm sao vô được hố trong kia vậy? Ủa, rớt trong kia đâu. Trốn đem hố đó đâu. Ghê quá, ghê quá. Con này ghê quá. Ghê quá các bạn. Đây. Wow. Tốn đường hố các bạn à. Con này liều mạng tốn đường hố này. Tưởng mình bắt không được ai về tôi lúc ở trên kia. Ồ hai kia hai gì đã hứa hàng rén quá vậy. Quá hàng rén nha ta. Quá dữ rồi, quá dữ rồi. Ôi trời. Ờ cho vô vỏ luôn các bạn. Ồ trời. Quá trời ốc sên luôn, quá trời ốc sên luôn. Ồ đi ra đây mình sẽ cho lên xi chữ ché ốc sên quá nhiều luôn. Wow 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 đây viên vàng ốc sên đây luôn. 1 2 cùng đến nha các bạn. 3 4 con nè, còn 5 con nè, 6 con nè, 7 con nè, 8 con nè, 9 con nè, quá quá trời nhiều luôn, 10 con nè, ồ con đây con nhỏ, 10 con bạn, trời, xì xì ché 10 con luôn, đó, trời ơi đi đâu vậy? Quá wow, quá thì nhiều ốc sên luôn bạn. Nè, trời ơi, nhiều quá. Ôi, chở trái đi. Trời ơi, nhiều ốc sên quá các bạn ơi. Quá trời ốc sên luôn. Ồ. Tuyệt vời luôn.